Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em mới đi sưu tầm được một em chóe Cutani cổ luôn. Cái chóe này khá lâu đời, nó khoảng tầm trên 100 năm rồi mọi người. Đấy, cái chóe rất là đẹp luôn, họa tiết có bốn bức tranh luôn, bốn tiểu cảnh. Ở trên nắp này nó cũng có bốn tiểu cảnh đó mọi người nhá. Mình nói nhầm, bốn tiểu cảnh. Và ở giữa cũng thế, nhưng mà ở dưới chân thì nó ít hơn mọi người nhá. Nhưng mà mình đã quay rồi, lát nữa mọi người xem hết cuối đến video thì là mọi người sẽ xem hết được cái bức ảnh của cái chóe này. Bây giờ mình chỉ đo kích thước cho mọi người xem thôi. Đây mọi người, đây cao 1m2 nhá mọi người nhá. Mình gấp thước xem nào. Đây mọi người này, bằng đây, cao đúng 1m2 nhá. Chóe cao 1m2, mình đo bằng bụng nó xem bao nhiêu. Đây, vòng bụng của nó là 136 mọi người nhá, tài lọc luôn, số quá đẹp luôn mọi người ạ. Bụng 136 tài lọc luôn, à đúng rồi, 136 mọi người nhá. Chiều cao 1m2, bụng 136, nhất tài lọc luôn, quá là đẹp luôn. Đây mình bây giờ mình sẽ bỏ ra cho mọi người xem này. Đây là bên trong này, chóe rất là đẹp luôn, sạch tưng luôn, không có một bị cái gì cả. Đấy, đây là cái nắp nó nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ở bên trong trước, xong lát nữa mình sẽ cho mọi người xem ở bên ngoài xong. Đây, viền vẽ vàng đây mọi người, khá là nặng luôn, bên trong sạch tưng tưng luôn, không có một vết bẩn như gì luôn. Cái này khá là đẹp luôn, nặng lắm mọi người. Đây, chuyện nó đây mọi người, chuyện quá là lâu đợi luôn. Đấy, chuyện đỏ mọi người nhá. Đấy, chuyện đỏ chữ vàng luôn. Cái chóe này vẽ vàng mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Đây là cái chân của nó, men dạn mọi người nhá, khá là nặng luôn. Đây là cái chân của nó này. Đấy, đây mặt chân, đây mặt bên trong. Cái này thì lành tít 100% luôn, không có bị sứt sẹo một tí nào luôn mọi người. Cái này thì khá là đẹp luôn, mình sưu tầm được cái này đúng là đáng để sưu tầm mọi người, khá là đẹp luôn. Đây, bây giờ mình sẽ cho nó lên cho mọi người xem nhá. Cái hàng này thì là mình sẽ không bán ở trên cái video này mọi người nhé, mình sẽ quay cho mọi người xem để mọi người xem chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó. Sau đó mình sẽ gửi về Việt Nam, khi nào mình gửi về Việt Nam ok hết rồi mà ai mà muốn mua lúc đấy mình thì mình mới báo giá mọi người nhé. Vì cái chóe này nó to, mình gửi về mình sợ là trên đường gửi về nó bị rủi ro, nên là mình sẽ khi nào nó về đến Việt Nam mình mới báo giá mọi người đó mọi người nhá. Đây mọi người, đúng cả, mọi người nhìn thấy đẹp không, quá là đẹp luôn. Thôi em không phải quay gần đâu vì là anh quay video rồi. Lát nữa thì mọi người cứ xem đến đoạn cuối video nhé. Vì bây giờ mình sẽ xin chào tất cả mọi người. Và lát nữa mình sẽ video vừa nãy mình quay tất cả cảnh rồi, thì mình sẽ để phần cuối video, nên là mọi người cố gắng xem hết video mọi người nhé. Thôi mình xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn xem video ủng hộ mình nhé. Thôi xin chào mọi người, bye bye mọi người.